Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Ginga Studio. Hôm nay Vin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Mamamoo, đó chính là ca khúc Dinga Dinga. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Insta cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, rồi mình sẽ đặt tay 7 và 8. Rồi sau đó mình sẽ hót qua 1, hót 2, 3 và 4 và mình sẽ bật cái tay lên như thế này. 3 và 4 và 5, 6 là mình sẽ đi qua bên đây. Rồi mình đặt tay lên 7, 8. Phần tay mình sẽ để luôn như thế này. 7, 8. Rồi sau đó mình sẽ vẽ bằng hai cái bàn tay nè. Qua bên đây, qua bên đây, qua bên đây, qua bên đây. 4 lần. 1 và 2 và xuống một cái phần tay bên đây mình để vậy. Rồi sau đó mình đặt qua Dinga, Dinga. Ok. Rồi mình sẽ tiếp lại nha. 2, tiếp 7, 8, 1, hóc 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3, 4, 5, 6. Sau khi 5, 6 xong mình sẽ đặt qua bừng chắc, bừng chắc. Phần tay mình sẽ kéo qua vậy. Bừng chắc, bừng chắc. Rồi mình bật hai phần cổ tay lên. Hóc và hóc. Rồi mình sẽ nhảy qua hai bên như thế này. Ok, rồi mình sẽ đếm lại. 2, đi. 7, 8, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó mình sẽ nhảy hai chân vô trong và cái phần tay mình sẽ xuống tại bên phải trước. 1, 2, 3, 4. Phần vai mình sẽ đẩy qua. 1, 2, 3, 4. Rồi nó sẽ đặt chữ I stream. Rồi mình đưa cái tay như thế này. I stream lên. Ok. Rồi mình sẽ đếm lại từ đầu tới đây một lần chậm nữa nha. 2, đi. 7 và 8 và 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó mọi người sẽ tiêu 5, 6, 7, 8 là hết bài. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử ghép cái tốc độ chậm nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Dinga Dinga của nhóm Mamamoo rồi. Vin rất là mong thông qua video này của Vin thì tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được bài nhảy ngày hôm nay nha. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Vin nha, để mỗi khi mà Vin ra video mới thì tất cả các bạn sẽ có thể xem được một cách nhanh nhất. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.